Hơi nhiều đồ ăn hơn mình tưởng đó. Và ok, để xem hôm nay với 100.000 đồng mình sẽ ăn được bao nhiêu món ở đây nha. Let's go. Từ sáng tới giờ mình cũng đói. Mình chạy từ bên công ty của mình, từ quận 4 qua tới bên đây quận Tân Phú. Đói dữ lắm rồi. Bây giờ mình sẽ ăn món đầu tiên là món súp cua nha. Nãy giờ là tôi được may mối cái món này. Không có sao tôi quay. Quay lên đi, mày lên đi cho bà, cho bà bán coi. Dạ ok. Ở đây thương hiệu của mình tên gì bà? Cô gái bán cơm súp cua đối diện trường Lê Anh Xuân. Con ngon quá. Dạ. Con ăn một lần là con thấy ghiền được cô bà rồi đó. Ai đã thấy ngon chưa đó? Quá ngon luôn. Ok, 15 ngàn đầu tiên của mình là ly súp cua của dì gái. Nãy giờ tôi nghe dì gái Lê Anh Xuân. Nãy giờ tôi nghe mấy bạn giới thiệu. Có nghĩ ngon đúng không? Con có nghe là súp ngon lắm chị ơi, nhưng mà con nghĩ là với cái tên này thì có một cô bán hàng xinh đẹp trẻ trung. Già rồi. nhớ lên vô cái kiếm cơm con để coi clip này nha. Vui lắm. Kiếm mà đâu có biết kiếm gì đâu. Ủa con ơi. Cháu thì đó. Hoặc là ngày mai hay là chiều nay đó. Bà nhớ là học sinh sợ con bây giờ. Chưa ấm tin gì. Ấm tin Yến Nhi. Yến Nhi mình nào. Chưa, nhưng mà chắc 2-3 ngày nữa đi. Món đầu tiên mình mua là món súp cua. Bây giờ thì trước khi ăn mình sẽ đợi nó nguội một chút xíu thôi. Tại vì súp cua mà nguội quá thì không ngon. Mình sẽ đi kiếm nước uống nha. Dạ, chào cửa Thái. Nó chân trâu không ạ? Hai chân trâu cái thạch này. Bao nhiêu vậy? Mấy đồng tiền. Ok, chào sữa tiếp theo. 10 ngàn nữa. Tôi xem hết hai cái này tôi mới mua cái tiếp theo. Chị lên hình đẹp quá. Chị ở ngoài chị cũng đẹp mà. Hết pin. Để cho em lên. Bye bye. Để xem coi món súp cua lừng danh của mấy bạn nhiệt tình bia đó sẽ ngon như thế nào nha. Má ơi. Nóng quá. Hello chị. Hello em. Thôi, nhìn có mấy chất lượng nó coi nấm nè. Đó. Đâu. Sao nhìn nè. Nó đặc sệt luôn á. Súp rất là ngon. Vừa ăn cái màu nè, nhìn cái màu thấy đậm đặc rồi, thấy ngon rồi. Và súp cua này á thật sự là rất là ngon, bởi vì ăn từ nấm cái thịt thì thấy nó rất là chắc, chứ không phải như kiểu như là ăn nó bị dai dai sần sật như kiểu như bỏ để lâu á. Thịt của cô rất là ngon. Quá, thịt của cô bán rất là ngon. Trời, thịt của cô rất là ngon. Cô chưa ăn cô, tội lỗi, tội lỗi. Còn cái nấm này như cô nói là nấm hương hay là nấm gì đó, kiểu như nó là loại hơi đắt á, ăn rất là chất lượng. Trà sữa hơi bị ngon. Nó rất là vừa. Bây giờ mình sẽ cố đánh trà sữa được. Kiểu trà sữa rất là thanh, nó không có bị quá ngọt như mấy trà sữa lề đường khác. Rồi. Bây giờ mình sẽ bye bye. Mình sẽ cố gắng ăn hết ly súp cua này, sau đó mình sẽ kiếm cái gì khác để mình ăn nha. Sau ly súp cua với lại trà sữa thì mình còn 75 ngàn. Bây giờ mình sẽ mua một cái trứng trộn ăn nha. Mình tính chán 10 ngàn mà nhìn nè. Nhìn là biết hơi bị rẻ rồi đó nha. Bây giờ mình sẽ mua nước uống. Cho con một chai nước suối với lại một chai thứ hai. Có đá không con? Cho con hai ly đá luôn. Không cần lạnh đâu, có ly đá là được rồi. Để rồi, 8 lần nè. Dạ, 2 ly. Mình mới được mấy mé giới thiệu là qua bên đó. Quán của thầy thể dục của trường bán trái que với lại cái gì khoai tây lúc sấy. Giờ mình sẽ đem anh bển mình ngồi mình ăn một cây luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mua một cây khoai tây lúc sấy với lại một vài xiên cá viên nha. Cô cho con một cây khoai tây.
20k nữa. Chưa. Tiền tạm thời chưa hề tổng được. Bởi vì nhiều tiền lẻ quá, không tổng được. Mình cái khoản nó xấy 10k mới lại cá thì 10k nữa là 20. Chắc không được. Rồi. Con sẽ đi lựa chè. Tại đây có bán các loại chè xuân sâm. Đó, cưng chưa? Nhớ nha, phía bên phải chừng lên xuân nha mọi người. Rồi, nhìn cái xe chè rất là bắt mắt quý vị ơi. Rồi nè, cưng ghê chưa? Cho con coi mấy cái này luôn con. Hai đứa con ở đây nha, cô đem vô cho thầy cô ra giờ. Cô giao xe chè cho con. Cô tin tưởng con. Tin tưởng cho con. Ok. Tin tưởng cho con. 12 seconds later. Cà Nhung cầm tiền giùm tao ơi, tao đập, tao quăng, cầm tiền má ơi, ai kêu cầm banh. Tao sẽ quăng cái banh vô trong kia. Ôi. Trời ơi, chỗ trái banh mà cũng không vô được nữa, mình lùng quá mấy má ơi. Chắc thứ là mới 25 năm cho mấy. Cô Lý bán chè. Đây là chân dung người phụ nữ dành cả thanh xuân để bán chè. Mấy cái này thì con hay ăn rồi. Cho con mấy cái này đi. Cái thập cảnh này với lại cái này nè. Cho con 2 ly. Chè đậu trắng cũng 10 ngàn luôn hả cô? 10 ngàn luôn con. Cô ơi bây giờ ví dụ nha, 3 ly là 30 ngàn. Mà con ăn nãy giờ còn 29 ngàn, cô cho con luôn. Cho con luôn á. Ok, cho rồi cô. Bữa tao nói nha, thương dễ sợ. Cái này cô có, ở đây cô có hai cái nước dừa. Một cái là nước dừa đặc tùy loại chè, ví dụ như là chè đậu trắng với là cái chè này người ta gọi là chè gì không? Chè bột lọc không? Chè bột lọc ở giữa. Bột lọc thì cô sẽ dùng cái nước dừa khác. Nước dừa giống kiểu dẻo dẻo á, còn cái này là cái chè thập cẩm, dừa tươi. Dạ, chè tươi cho nên là nước dừa cũng tươi luôn, nước cốt dừa tươi luôn. Nước dừa rất là ngon. Cô làm thương sáo như thật luôn. Nói chung là chè với lại các loại này là từ ở nhà cô tự cô làm hết. Cô làm. Nói chung là cô nấu chất lượng, nói chung là 100%. Dạ. Cô thấy cái nước dừa cũng biết rồi. Chưa an toàn mà chưa sạch sẽ. Còn cái này
này là tôi được thương lắm nha. Tôi quay clip mà tôi được là bớt 1.000 nè, 30.000 tôi trả 29.000, ok luôn. Rồi viên bột này thì dai dai, khi mà mình cắn chung với đậu phộng với lại dừa tấy thì nó là giòn giòn, thì nó tạo cảm giác hai cái quà đó nha, nó lại rất là ngon. Mình á thì mình quay á theo kiểu theo sở thích của cả mình lẫn fan mình, là mình quay đi ăn là theo sở thích của cả hai luôn. Cho nên là mình review hơi đơn giản một xíu, ngon thì mình nói ngon, không ngon thì mình nói không ngon, chứ mình không thể chỉ ra được từng cái ví dụ như vị nó như thế nào, cảm giác ăn ra làm sao, bởi vì mình không có chuyên review food. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này, và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để Yến Nhi TV sẽ có nhiều video mới hơn nữa nha. Và đừng quên comment của tên trường mà các bạn muốn mình tới quay nha.